Thực hiện chủ trương của Quốc hội về việc tổ chức phiên tòa trực tuyến thông qua môi trường mạng đến với các tỉnh thành phố trong cả nước. Sáng nay, tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử phúc thẩm hai trong số vụ án hình sự, hành chính mà tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình, tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã xử sơ thẩm có kháng cáo kháng nghị. Đây là hai phiên tòa được tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm bằng hình thức trực tuyến, được kết nối mạng tới 12 điểm cầu các tỉnh miền Trung tài nguyên. Vụ án hình sự đầu tiên xét xử bị cáo Nguyễn Chí Thành, sinh năm 1990, tại huyện Bố Trạch, bị tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình tuyên phạt 12 năm tù phạm tội giết người. Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án cũng như chất vấn tại tòa thông qua hệ thống trực tuyến tại điểm cầu Quảng Bình, tại phiên phúc thẩm do thành khẩn khai báo và đã bồi thường đầy đủ cho bị hại, nên bị cáo Nguyễn Chí Thành được hội đồng xét xử giảm án từ 12 năm xuống còn 11 năm tù. Với vụ án hành chính, ông Ba Phơi khởi kiện ủy ban nhân dân huyện phú thiện tỉnh gia lai về việc khi khiếu kiện các quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai thu hồi đất để thực hiện dự án mà tòa án nhân dân cấp cao tại đà nẵng đình chỉ và bác yêu cầu khởi kiện của ông cơ ba tơi đối với ủy ban nhân dân huyện phú thịnh và tuyên y án sơ thẩm của tòa án nhân dân tỉnh gia lai Đến nay, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm trực tuyến được 75 phiên tòa, trong đó phối hợp với các tòa án nhân dân tổ chức thành công nhiều phiên tòa trực tuyến tại các địa phương và nhiều phiên tòa trực tuyến từ điểm cầu của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đến các điểm cầu là Tòa án Nhân dân các tỉnh, thành phố thuộc phạm vi quản lý. Từ nay cho đến cuối tháng 9 năm 2022, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đặt mục tiêu sẽ xét xử trên 100 vụ án theo hình thức trực tuyến.